chính lĩnh vực mà Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ hợp tác toàn diện. Thưa quý vị, mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác. Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trên 9 lĩnh vực giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hai thành phố, đóng góp vào sự nghiệp chung xây dựng và phát triển đất nước. Cụ thể, 9 lĩnh vực bao gồm: 1. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 2. Quản lý nhà nước và cơ chế, chính sách. 3. Thương mại và xúc tiến, thu hút đầu tư. 4. Quản lý, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường. 5. Văn hóa, thể thao và du lịch. 6. Giáo dục và y tế. 7. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. Quốc phòng, an ninh. 9. Báo chí, tuyên truyền. Theo đó, lãnh đạo hai thành phố cũng thống nhất định kỳ mỗi năm tổ chức sơ kết một lần để đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ trên.